Pita, em gặp làm gì mà nhiều máy bay thế? Úi giời, anh hỏi thừa. Em gặp nhiều máy bay để chơi chứ còn làm gì nữa. Pita, gặp rất nhiều máy bay luôn các bạn ơi. Có máy bay dài, có máy bay ngắn. Đây là máy bay ngắn này các bạn này, còn đây là máy bay dài. Pita, cho anh mượn, anh thử phi trong bay được không nhá? Anh cứ tự nhiên. Trời nắng thế này, em không ở nhà, ra đây làm gì? Em ra đây chơi với tụi anh mà. Trời nắng to ấy, không lo. Bởi vì em đã có ba lô hoodie côn. Vừa đựng được nhiều đồ ấy. Lại có cái mũ siêu xịn sò này á, tránh nắng gọi là số 1 luôn ấy. Ây da, tiện ghê nhỉ. Ba lô thì đẹp, mà lại còn che được nắng ê. Máy bay màu hồng của anh ở đây. Wow. Ui, máy ta. Bay màu cam của em nữa nè. Wow, ở đây còn rất nhiều máy bay. Anh sẽ phi cái màu tím. Em phi cái màu vàng. Giống phi cái màu hồng. Wow. Ui, máy sau này. Wow. Wow. Cái máy bay này chỉ được cái lẹt lẹt, chứ còn anh dễ rách hay hỏng lại còn bay thấp nữa anh có đỏ ạ. Như được cái rẻ tiện, thích chơi lúc nào cũng được. Thế thì anh em mình chơi máy bay điều khiển từ xa. Ôi dồi ôi, máy bay đỏ này to này ấy, mình chín, em chín. Máy bay to chưa chắc đã có võ đâu. Em chọn cái này. Máy bay bé bay vừa cao vừa xa nữa. Còn anh thì anh lấy cái máy bay cuối cùng, máy bay chở khách A380 bay tận trời xanh luôn. Đây bầu trời xanh đây này. Wow, một chiếc máy bay đỏ y chang hình mẫu luôn anh ơi. Wow, nhiều lắm luôn ấy, nhiều đồ lắm luôn. Bánh xe này, wow. Bánh xe bé xíu, cái này thì lắp vào đâu được nhỉ? Lắp vào mũi chứ lắp vào đâu. Không phải mũi này hả Sam? Mũi máy bay. À em cứ tưởng là mũi em. Cái bánh nhỏ xíu này không biết là nó có đi được không, nhưng mà bây giờ mình sẽ lắp vào đây. Này Hà Sam ơi. Đây, bên này lắp bên còn lại này. Tò mò quá không biết máy bay của Pita sẽ hình dáng như nào. Tại vì ở bên ngoài bao bì không có ghi các bạn ạ, không có in luôn. Đây. Wow. Một cái máy bay chiến đấu. Ui. Máy bay của Pita không phải lắp thêm cái gì, không phải lắp luôn. Sẵn luôn à. Đây. Ui các bạn ơi, nhìn máy bay này có vẻ hầm hố đấy. Như một con cánh rơi ấy nhở. Đúng rồi anh ạ. Điều khiển này. Ơ của Hà Tam không có điều khiển à? Của em có mà đây. À đây. Còn của anh, để anh bóc ra xem sao. Pita bóc giúp anh, Pita bóc giúp anh. Wow. Ok, máy bay này nó bị hỏng rồi anh. Không hả, đây thế này. Phải lắp vào đây không? Wow. Tiếp theo còn cái gì nữa không? Cũng còn bánh xe giống của Hà Sam này. Đây, bánh xe và cả pin nữa, để anh lắp vào nhá. Lắp cả pin xong nó bay lên trời luôn. Ôi. Bọn em thấy máy bay của anh hầm hố rồi, chuẩn bị đây. Wow. Nhấp nháy sáng luôn anh có rồi. Anh trông con cá này. Giống cá mập nhờ. Chuẩn bị như đây. Ui, đi được không? Đi được không? Ui. 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 Bay được mát 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 mát. Em à, đây có tên máy bay là ZI-530. Không biết là máy bay gì luôn. Rồi, ok. Thử xem nào. Bây giờ đang thử nhá. Bay rồi các bạn, đang hạ cánh quạt rồi. Không đi được nữa rồi. Mắc rồi. Wow.
Cái máy bay này cũng giống như cái máy bay của anh ơi, chỗ này hẹp quá không bay được đâu. Lát nữa anh em mình sẽ mang cả cánh đầu máy bay được hả Giam ạ? Máy bay chất chơi người rơi các bạn ơi, chuẩn bị đi chiến đấu. Nhìn máy bay của anh em đi. Đi tả cái đứa. Thử nào Beta, thử nào. Ui, cái quả này bay cũng không kém. Lại nào, lại nào. Wow, động cơ lên rồi. Mắc cười luôn các bạn ơi. Đây đúng kiểu cánh rơi mắc vào đây. Là Beta, ui ui, Beta. Đây đây, anh Chi rồi, chuẩn bị bay đây. Wow, bay luôn rồi các bạn ơi. Nhưng mà trong này hẹp quá Beta. Đúng rồi. Mang ra chỗ khác phi thôi. Bây giờ chúng mình sẽ mang ba cái máy bay này ra một chỗ đất rộng để thi đấu các bạn nha. Các bạn thử đoán xem máy bay của ai sẽ bay cao nhất. Bình luận cho chúng mình biết với nha. Mát, công nhận mát thật. Đổi được cái quạt này cũng hết sức đơn giản luôn. Chỉ cần 6 thẻ vận động cool là đổi được rồi. Mà nếu mà các em mà không có 6 thẻ vận động cool thì chỉ cần 3 thẻ là cũng có thể đổi được một túi bút cool rồi. Đúng rồi, mà cái ba lô hoodie cool này cũng thế anh ơi. Chỉ cần tích lũy 9 thẻ vận động là đổi được thôi. Tớ biết rồi, tớ đang tích lũy 10 thẻ vận động để đổi lấy một quả bóng bắn quang cool. Nhưng mà giờ tớ có 8 thẻ thôi. Cái gì? Có 8 thẻ thôi á? Thế nhưng mà cậu có thể gộp với lại thẻ quà cool với lại thẻ vận động để đổi quà mà. Bây giờ cậu cứ tính theo quy tắc là một thẻ vận động bằng 4 thẻ quà cool, cứ thế mà tính để đổi quà. Beta còn có thẻ đặc biệt và thẻ siêu vận động nữa đấy. Wow, thẻ đặc biệt và thẻ siêu vận động. Nếu mà có thẻ đặc biệt thì có thể đổi ngay được một iPad Gen 9. Còn nếu mà có thẻ siêu vận động thì có thể đổi lấy được một đôi giày trượt Batin cool. Thật là Beta. Tôi phải cố gắng để có nhiều quà cool giống cậu chứ. Anh đã sở hữu được rất nhiều quà của cool. Từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 31 tháng 8 năm 2022, anh liên tục săn thẻ trong mỗi thùng sữa túi cool dạng túi 110ml để nhận quà vận động của cool đấy. Anh Gấu Đỏ, nhiều quà cool đẹp thế. Beta, cậu yên tâm đi. Còn đến tận tháng 8 để cậu săn thẻ đổi quà cơ mà. Còn bây giờ chúng mình thi máy bay chiến đấu thôi. Máy bay Phượng Hoàng Lửa. Máy bay cánh rơi. Máy bay cá mập trắng. Đây. Chuẩn bị cho máy bay của Hà Tam cất cánh các bạn ơi. 1, 2, 3. Bay luôn rồi. Máy bay của cậu xịt quá. Đâm đầu xuống ruộng. Cái máy bay của Hà Giang đấy các bạn ơi. Đi sửa đi, trong tí nữa bay tiếp. Bây giờ đến lượt Beta bay nhá. Rồi, để xem đây máy bay chiến đấu của cậu đi được đâu. Ôi. Cậu đang cắm mặt xuống ruộng. Mày chân trời mà. Ôi mà máy bay này nó còn giả vớt. Mày thấy mình kia các bạn ơi. Chuẩn bị nha, chuẩn bị nha. Bay lại này, anh phi lên cho em đi. Beta, Hà Sam, xem máy bay của anh chuẩn bị bay lên hành tinh khác cái này. Thôi anh ơi, có mà cắm mặt xuống mương thì có. Không bao giờ có chuyện đó, chuẩn bị nhá. Đâu, bay đi. Ôi trời ơi, em biết cái gì mà. Em đã dự đoán được tương lai. Rồi, nhảy xuống đây. Mày lại các bạn nhá. May quá là cái máy bay này nó không bị hỏng các bạn ơi. Ui. Rồi, bên trong anh bay lại cho bọn em xem này. Nghe tiếng kêu đã thấy hấp dẫn chưa các bạn? Chuẩn bị xem máy bay bay lên hành tinh khác này. Ôi giời ơi, không biết là hành tinh nào đây. Bay. Ôi giời ơi, máy bay này là còn chưa kịp cả cất cánh nữa bạn ạ. Đi nào. Wow, lên. Wow. Ôi giời ơi. Bay. Ôi, nó còn bay ngược lại các bạn ơi. Ôi, nhìn này. Thấy chưa, anh đã bảo rồi, máy bay của anh bay đẳng cấp luôn mà. Cao không? Bây giờ em còn không nhìn thấy nó đâu cơ.
Đây anh hạ thấp xuống cho em xem. Rồi. Bi ta cậu nhìn gì ấy? Tôi đang nhìn cái vòi nước này này. Nhìn như con rắn luôn. Nhìn như con rắn say cái cậu ơi. Bita Tam, ra đây uống sữa cun đã, nhanh lên. Ui, nhiều quả sữa. Ở đây có nhiều vị lắm, bọn em thích uống sữa nào thì lấy đi. Uống đi để nạp năng lượng, anh em mình còn đua tiếp. Có sữa cun hương trái nho này, còn hương kem dâu này, hương cam này và cả sô-cô-la lúa mạch này. Ui, em uống hương kem dâu anh ơi, bởi vì em rất thích cái vị dâu. Em uống vị cam bởi vì em rất thích ăn cam anh ạ. À. Còn anh uống sô cô la lúa mạch tại vì sữa sô cô la lúa mạch rất thơm và ngon. Sữa túi cun này để trong tủ lạnh uống còn mát ơi là mát cơ. Mát lạnh ấy. Mỗi anh em mình phải uống ít nhất là 4 túi này để lấy lại năng lượng nhá. Ngon thế này á, em phải uống 10 hộp. 10 túi. Em phải uống 20 túi. Giả sao bọn em uống được bao nhiêu, anh còn có hẳn 4 thùng ở đây này. Uống hết đi. Nhìn cái máy bay đẹp như thế này mà cắm đầu trúng ruộng không thương tiếc các bạn ạ. Hơi nhẹ nhọt một tí, mong quý vị thông cảm. Bây giờ là màn trình diễn của Phương Hoang Lửa. Đây rồi các bạn ơi. Cắm đầu. Lại cắm đầu rồi. Phi đi. Ôi, bay càng ngày càng xa các bạn ơi. Càng ngày càng xa và càng ngày càng cao luôn ấy. Anh Út Đỏ cho nó quay lại đây đây. Quay lại. Ôi, nó cứ bay mòng mòng ở bên kia ơi các bạn ơi. Máy bay của Hà Sam thì mất đầu, mất cả bánh xe mà vẫn chưa bay được lần nào các bạn ạ. Toàn lao xuống dưới ruộng thôi. Còn máy bay của Gấu Đỏ vẫn còn nguyên vẹn nhưng mà bay thì cũng vội vèo 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 vèo, toàn lao xuống ruộng là nhiều. Còn máy bay của Vita thì mất tích các bạn ơi. Bây giờ trời thì tối ơi là tối rồi, chắc là chúng mình phải về đây các bạn ơi. Hẹn gặp lại các bạn ở các